Hiếu Minh Alo xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu thương trên biển Tổ quốc nhá. Thì hôm nay trong video em xin giới thiệu được các bác và tất cả mọi người một mẫu lơm tiếng mà Hiếu Minh đã bán trong thời gian dài qua, cũng như được rất nhiều anh em cửa hàng âm thanh bán cho phục vụ các bác. Và mẫu lơm tiếng lắc SE1200, và cũng xin nói luôn đây là mẫu lơm tiếng sản xuất tại Trung Quốc anh nhá. Mẫu lắc SE1200 này là mẫu lơm tiếng sản xuất Trung Quốc, với chất âm cũng như là giá thành cũng cực kỳ hợp lý cho các bác, chất âm rất là hay. Hôm nay về số lượng rất là nhiều để phục vụ các bác đây. Rất nhiều thì em dỡ ra vài chục chiếc để phục vụ các bác. Với thiết kế và tông màu gồm tông màu xanh kết hợp màu đen, gồm hai kênh. Ở đây thì như các bác nhìn thì nó thiết kế một vỉ men màu xanh, vỉ men màu xanh, và đều có mã CD trên là mã SE1200 từ vỉ men, cũng như là từ vỉ đèn đấy bác này. Vỉ đèn thì cũng có SE1200 LED đi rõ ràng vỉ đèn. Và viết thiết kế gồm rất nhiều các linh kiện như là tụ lăn vạch màu, cũng như IC xử lý gồm 10 con IC xử lý, gồm những con IC xử lý của đèn và xử lý đường tiếng, cực kỳ chất lượng. Chỉ chất lượng thôi nhé. Đây là mẫu lơm tiếng cho chất âm hay và giá cũng rất là mềm. Và thiết kế bao nguồn tăng phô có bọc nhiễu các nhé. Là dòng lơm tiếng hai kênh Channel 1, Channel 2 rồi. Mỗi kênh sẽ gồm 4 nút tinh chỉnh các bạn. 4 nút tinh chỉnh thì gồm loud mic là phần bass, tone là trung, chỉnh trung, và production là chỉnh thể loại nhạc các nhá. Và hai mic là chép, đây là kênh 1 thì tương ứng với kênh 2 cũng vậy. Và nút ở giữa là nút bypass, nghĩa là qua và không qua lâm, nghĩa là khuếch đại tổng các nhá, tổng của hai kênh. Và đây là khuếch đại nhánh. Khuếch đại nhánh này, hai nút hai kênh là khuếch đại nhánh này. Và phía trước của nó cũng gồm hai nút tinh chỉnh của phần ở đây này, cắt súp các nhá, cắt súp gồm phe quy, cắt tần số và âm lượng, tăng giảm âm lượng. Công tắc nguồn phía trước bác này. Thì hàng này về được số lượng rất nhiều, thì bác còn nhu cầu có thể qua 3 số điện thoại của Hiếu Minh đây, hoặc truy cập website là hiếuminhalo.vn để tham khảo những mẫu lơm tiếng mà Hiếu Minh đang bán cho các bác. Hiện tại bên cửa hàng em đang có tổng cộng là 7 mã lơm tiếng khác nhau, nghĩa là rất là đa dạng mã lơm tiếng để bác phụ bác cũng như là cho bác lựa chọn sao phù hợp với bộ dàn nhất. Về phía sau thì như bác nhìn thì sẽ gồm tín hiệu đường vào sẽ 4 đường, trong đó 2 đường bằng calon in nha bác nhá, và 2 đường hoa sen tín hiệu dạng vậy, 2 đường calon out và 2 đường out bằng hoa sen, cộng với 2 đường ra của bát cổng suốt gồm đường calon và đường hoa sen, nghĩa là có 2 đường để bác sử dụng thoải mái. Đây là sản phẩm sản xuất công ty nên là từ các cái bên trong bên mạch cũng như là ngoài vỏ hộp rất là đồng bộ với nhau, cũng như ngoài vỏ hộp đây bác nhìn rất đồng bộ nhá. Lux Smart SE1200. Và đây nó còn vẽ là sơ đồ đầu lối. Thì hôm nay hàng về từ số lượng rất nhiều, thì hiện tại giá thành của sản phẩm này cũng cực kỳ mềm, thì em xin phép để giá ở dưới thanh tiêu đề. Các bác nào có nhu cầu yêu mến đối sản phẩm lơm tiếng, như các biết thì sản phẩm lơm tiếng để phục vụ cho các bác là gì, các bác phối ghép với bộ dàn để cho những bác hát tiếng mic hơi nặng, bác có cho lơm tiếng vào để bổ sung tiếng mic các bác là hát cho nó nhẹ hơn và thanh thoát hơn. Còn đối với bác có để lâng cửa cùng với nhạc luôn, nhà tiếng giải bát giải chép của lâng cao hơn, tiếng nhạc hay cũng như tiếng bát rất là uy lực. Thì hôm nay số lượng về rất là nhiều, các bác có nhu cầu có thể trực tiếp bên Hiếu Minh bao 3 số điện thoại đây bác nhé. Và video của em đến đây kết thúc, và cũng cảm ơn các bác đã xem cũng như video của Hiếu Minh, và xin thân ái chào tạm biệt tất cả bác, hẹn tất cả bác ở những video tiếp theo ạ.